Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong thủy Tuệ Khanh. Trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái hướng tài vận để xây nhà cho gia chủ từ 1978 là tuổi Mậu Ngọ. Đấy. Thì trong nội dung video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị là 5 cái vấn đề chính như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái hướng tài vận cho gia chủ tuổi 1978 là tuổi Mậu Ngọ. Hướng nào tốt nhất ấy, cho gia chủ Mậu Ngọ ở để có được cái tài lộc, có được cái may mắn và có được cái công danh sự nghiệp bình an. Thứ hai là gì? Chúng tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái phương pháp hóa giải cái nhà mà không hợp hướng. Đấy. Hóa giải thế nào để có được cái tài lộc, hóa giải hết thế sát và chiêu mời được cái tài lộc cho gia chủ. Nội dung thứ ba tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn là cách bố trí bếp, bàn thờ, phòng ngủ, cầu thang thế nào để cho nó chuẩn phong thủy, để sắp xếp cái bố cục phong thủy thế nào cho chuẩn. Nội dung thứ tư tôi chia sẻ cho quý vị là gì? Cái chọn cái vị trí tốt, cái hướng tốt để mở cổng, mở cửa. Đấy, mở cổng chính ở chỗ nào, mở cửa chính ở chỗ nào, mở cửa phụ chỗ nào để thâu thu được cái tài lộc, cái căn cứ vào đâu để mở, để thâu thu được cái tài lộc, cái được may mắn, đúng không? Cái may mắn, cái bình an đấy, cho nhà mình đó. Và nội dung cuối cùng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những cái thế sát, ví dụ như là bếp phạm phong thủy, nhà vệ sinh phạm phong thủy, phòng ngủ nó phạm, đúng không? Cửa đối xung nhau làm nào, cầu thang sai vị trí thì như thế nào. Đấy, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với phần nội dung đầu tiên, tôi chia sẻ với quý vị cùng các bạn là cái chọn cái hướng tài vận để xây nhà. Chúng ta đã biết gì, cái gia chủ tuổi 1978 tuổi Mậu Ngọ thì có nạp âm ngũ hành là thiên thượng hỏa. Thì với những người 1978 Mậu Ngọ ấy thì có cung mệnh là cung tốn là mộc ở đông nam. Như vậy là gì, người này có mệnh trạch là gì, là đông tứ mệnh hay là đông tứ trạch. Thì với những người đông tứ mệnh ấy thì sẽ có bốn hướng tốt, đó là gì, một là hướng đông, hai là hướng đông nam, ba là hướng nam và bốn là hướng bắc. Thì trong bốn hướng này chỉ có hai hướng thật sự tốt thôi, thì quý vị hãy theo dõi video. Và nó cũng có bốn hướng xấu với gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978, đó là gì, ở hướng tây tứ mệnh ấy thì có bốn hướng, là hướng tây là 1, hướng tây nam là 3, 2, tây bắc là 3 và đông bắc là 4. Đây là bốn hướng xấu. Thì trong trường hợp mà gia chủ 1978 Mậu Ngọ mà ở vào các hướng như là hướng bắc là được sinh khí này, hướng đông là được diên niên này, hay là phúc đức ấy, hướng nam là thiên y và đông nam là phục vị, thì đây là bốn hướng tốt. Nhưng mà trong bốn hướng tốt này thì có hai hướng nó bị thất vị, đó là gì, hướng thiên y và hướng diên niên. Thì diên niên là hướng này, là hướng đông, và thiên y là hướng nam. Đấy. Như vậy là gì, nếu mà gia chủ 1978 Mậu Ngọ mà ở hướng đông hoặc là hướng nam thì sau 3 năm cái tài lộc, cái tài vận hoặc là cái tiền tài, công danh sự nghiệp nó sẽ dần dần nó bị suy, nó bị suy, đúng không, nó tụt dốc. Và trong trường hợp này quý vị cần hóa giải bằng cách gì? Rất nhiều thầy khuyên quý vị nên là đập đi xây lại hoặc bán đi, đúng không, không ai làm thế cả. Trong phong thủy thì có một cái phương pháp hóa giải mà các thầy vẫn hay chia sẻ và các cụ người ta vẫn hay dùng, đó là gì, một là đảo nạp vận cho ngôi nhà, đúng không, nạp vận cho ngôi nhà, nạp vận lại bằng cách gì, một là đảo mái, thứ hai là đảo và lát lại nền, lát lại nền nhé. Quý vị cần chọn cái thời điểm phù hợp để làm hai việc này để cho nó được hanh thông may mắn và giúp cái nhà được vượng vận trở lại. Đấy. Như vậy là gì, với gia chủ từ 1978 Mậu Ngọ thì cái nhà hướng tốt nhất đó là gì, hướng đông nam là được phục vị và hướng tây bắc, hướng bắc là được sinh khí, hướng đông nam là phục vị, hướng bắc là sinh khí này. Còn hai hướng nếu mà quý vị muốn ở hướng đông và hướng gì, hướng nam, thì quý vị cần phải nạp lại vận cho ngôi nhà để cho được vượng vận trở lại sau 3 năm. Đó, như vậy là quý vị sẽ chọn cái hướng gì, hướng phục vị là một này, là hướng đông nam ấy, thứ hai là gì, là hướng bắc. Đây là hai hướng tài lộc cho gia chủ 1978 Mậu Ngọ. Tiếp theo là gì, chúng ta nếu mà những gia chủ 1978 Mậu Ngọ mà ở những hướng tây này là rêu lục sát này, tây nam là ngũ quỷ này, tây bắc là họa hại và đông bắc nó là tuyệt mệnh, thì đây là bốn hướng xấu mà quý vị cần hóa giải. Hóa giải bằng cách là gì, treo trước cửa nhà một cái gương mắt quái tinh cầu nhá, cái gương mắt quái tinh cầu. Đây là cái pháp khí phong thủy được làm bằng gì, bằng gỗ đào, và trên nó khắc tám quẻ tiên thiên, ở giữa nó là một cái gương cầu lồi. Đây là một cái pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng. Nếu mà gia chủ từ 1978 Mậu Ngọ mà ở những nhà không hợp hướng thì quý vị cũng nên treo một cái gương bắt quái tinh cầu ở trước cửa nhà để hóa giải. Cái ngoài cái tác dụng hóa giải cái nhà không hợp hướng ấy, thì cái gương nó cũng có tác dụng là hóa giải những cái thế sát ở trước cửa nhà quý vị. Nhưng mà trước cửa nhà quý vị nhìn ra thấy có một cái bãi tha ma, trước cửa nhìn ra thấy một cái đối diện đình đền miếu phủ chùa chiền. Đấy, trước cửa nhìn ra thấy là gì? Thấy là một bãi rác hoặc là gì, sông ngòi ao hồ. Đấy, trước cửa nhìn ra mà thấy gì, thấy có những cái sát khí xấu. Đấy, như là gì, cái đoàn rông ở nhà hàng xóm đâm nhà mình, cái góc nhà hàng xóm đâm nhà mình. Đấy, hoặc nhà những nhà mà ở cái ngã ba ấy, cái ngã ba mà được đâm thẳng vào nhà mình ấy. Đấy, vân vân.
Thì đấy là những thế sát xấu mà quý vị đã sử dụng cái gương để hóa giải. Thứ hai, sau khi hóa sát xong ấy, thì quý vị cũng cần phải chiêu tài để cho ngôi nhà. Chiêu tài bằng cách là sử dụng bộ mai hoa phú quý. Cái dây mai hoa phú quý được tết bằng 5 đồng hoa mai. Đấy, mỗi đồng được làm bằng đồng đỏ và được mạ vàng 18 hoặc 24K. Đấy, được kết lại theo đối kết là chiêu tài kết để làm gì? Để treo trước cửa nhà để chiêu tài lộc, chiêu cái may mắn bình an cho gia chủ. Treo cái đồng mai hoa phú quý trước cửa nhà để chiêu cái tài lộc đúng không? Sau khi hóa giải tất cả những cái xung sát rồi, quý vị hãy treo một cái hoa mai hoa phú quý để làm gì? Để chiêu mở cái tài lộc cho nhà mình. Còn trong trường hợp mà quý vị mà ở các hướng tốt mà không có được tài lộc đúng không ạ? Ở hướng tốt như nhà vẫn bị lục đục, ở đúng cái hướng tốt rồi. Nhưng mà nhà nó vẫn bị trắc trở, công việc nó vẫn bị lục đục, ý vợ chồng thì không hòa thuận, con cái thì bảo không nghe lời đúng không? Thì đây cũng là một cái những cái thế sát bị phạm phong thủy. Thì tốt nhất với trường hợp này quý vị nên mời thầy phong thủy về để được tư vấn trực tiếp. Khi thầy về thì đo đạc tính toán là cho quý vị là một là cái cục đất đấy, cái thế đất đấy đúng không? Nó ở có tốt không? Thứ hai là gì? Cái đất đấy ấy, nó có âm khí không, có vong không đúng không? Có âm khí, có vong, có tà khí không? Đấy. Thứ ba là gì? Những ở vị trí nhà quý vị có những cái sát khí không? Vị trước cửa nhà quý vị là bãi tha ma, đình đền, miếu phủ, chùa chiền, bệnh viện, nghĩa trang, vân vân. Đấy, nếu mà trường hợp đấy quý vị treo cái gương trước cửa nhà để hóa giải nhé. Còn nếu không thì cái trường hợp thứ tư là gì? Cái bố cục phong thủy trong nhà quý vị đã hợp lý chưa? Bàn thờ đặt đúng chỗ chưa? Nhà vệ sinh đặt đúng chưa? Bếp đặt đúng chưa? Đúng phong vị tài lộc chưa? Vân vân. Đấy. Thì quý vị cần phải mời thầy về để thầy khảo sát, đo đạc một cách trực tiếp rồi thầy tính toán giúp quý vị là gì? Ở căn nhà nó có được cái tài lộc, có được may mắn và thịnh vượng hơn. Nội dung thứ ba tôi chia sẻ cùng quý vị là và các bạn là cách sắp xếp bố trí phong thủy cho gia chủ tuổi 1978 tuổi Mậu Ngọ. Thì chúng ta biết tuổi Mậu Ngọ có cung mệnh là cung tốn ạ, gọi là trạch tốn đấy. Thì đây tôi ví dụ một nhà hướng Bắc nhá. Đấy, những gia chủ tuổi 1978 ở nhà hướng Bắc thì là được sinh khí. Đúng không? Được sinh khí. Thì chúng ta sẽ bố trí như nào? Đấy. Thì đầu tiên cái bàn thờ là một này. Cái bàn thờ này, cái giường ngủ này. Cái phòng ngủ ấy, bàn thờ và phòng ngủ thì chúng ta sẽ bố trí ở vị trí tốt và hướng tốt. Ví dụ như cái phòng ngủ chúng ta thể bị bố trí ở vị trí là gì? Phía đông nam là phục vị này. Và hoặc là gì? Phía phía đông là phúc đức, có thể chọn hai vị trí này. Hoặc là gì? Còn cái bàn thờ là chúng ta đặt vị trí này, đặt vị trí giữa nhà này. Và một cái gì? Hoặc là đặt vị trí phúc đức được. Đấy, phòng ngủ chúng ta cũng thể bố trí ở vị trí thiên y này, đây, có thể bố trí phòng ngủ đây. Đó. Tiếp theo là gì? Cái nhà vệ sinh và cái bếp. Cái nhà vệ sinh là cái và cái bếp là nó là cái nơi để trấn hung thần. Đúng không? Đó chúng ta sẽ đặt ở những vị trí xấu, tọa hung hướng cát. Ví dụ ở nhà nếu mà trong trường hợp phía tây nhà quý vị đủ rộng, đủ rộng ấy. Trong trường hợp cái phía tây nhà quý vị đủ rộng thì quý vị sẽ đặt cái bếp ở đây. Đúng không? Hoặc là cái nhà vệ sinh thì nếu mà quý vị đặt bếp ở đây thì quý vị đặt nhà vệ sinh ở đây. Nhà vệ sinh trên này. Nhưng như vậy thì sinh hoạt khó đúng không? Tốt nhất là quý vị phòng ngủ ở đây đúng không? Thì nhà vệ sinh ở đây. Thì nhà vệ sinh. Đấy. Còn đây là bếp. Đó, tọa hung hướng cát thì quý vị cũng cho nó hướng về hướng tốt đúng không? Mở cửa hướng tốt, hướng phúc đức hoặc là hướng gì? Hướng sinh khí. Đây đúng vậy, tây nam ngũ quỷ đúng không? Quý vị cũng cho mở về hướng sinh khí. Đây, mở cửa về hướng sinh khí để đón lấy sinh khí tốt đúng không? Còn trong trường hợp mà quý vị đặt cái nhà bếp ấy, hoặc nhà vệ sinh bị sai vị trí thì đầu tiên là cái nhà bếp. Nếu mà quý vị đặt cái nhà bếp vào vị trí như 1978 Mậu Ngọ là ở phía nam chẳng hạn. Thì ở phía nam, đây, ví dụ quý vị mà đặt nhà bếp ở chỗ này đúng không? Bính Ngọ Đinh nó ra về bất giữa giữa vị trí này. Nếu mà quý vị đặt bếp đúng bên giữa vị trí này thì sao? Đấy, thì nó sẽ gây ra cái thất thoát tài lộc cho quý vị và ở nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của gia chủ. Thứ hai là gì? Bếp nó đặt ở cung Tây Bắc đây. Những nhà nào bếp đặt Tây Bắc tức cung Càn ấy thì cái sức khỏe của gia chủ nó bị đi xuống và cái tài lộc nó sẽ không có. Nếu mà có nó thất thoát dần dần mòn và cũng sẽ mất đi. Thứ ba là bếp đặt trung cung. Bếp đặt chính giữa này. Chính giữa nhà này nó cũng không tốt. Đó. Thứ tư là gì? Khi mà người ngoài nhìn vào ấy, mà thấy thẳng cái bếp nhà mình luôn. Ở ngoài cửa nhìn phát thấy bếp nhà mình luôn này. Thấy bếp là một này, thứ hai là nhìn thấy thẳng cái gì? Những người nấu ăn luôn ấy. Đấy. Thì trong trường hợp đấy quý vị cần phải đặt cái bình phong ở giữa. Bình phong ở giữa hoặc là gì? Ở dưới bếp ấy, chúng ta sẽ hóa giải bốn lỗ trên thì chúng ta cần hóa giải. Bằng cách là gì? Nếu mà bếp mình người ta nhìn thấy vào thấy chúng ta là một bình phong ở đây. Và tiếp theo là gì? Đặt một ở dưới bếp, ở dưới gầm bếp một cái đồng tiền cửu tinh. Cái tiền cửu tinh là một cái hình tượng đồng tiền là con rơi ngậm tiền ấy, con rơi rơi trong phong thủy được gọi là ngũ phúc.
dây ngậm tiền âm dương bát quái để làm gì? Nó hóa giải cái bếp nó sai vị trí và bếp không hợp hướng, cũng như là bếp bị phạm sát, đúng không? Thì quý vị hãy sử dụng cái đồng tiền cửu tinh để hóa giải nhé. Tiếp đến là gì? Với nhà mà hướng tiếp theo là cái nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh quý vị đặt những vị trí như là gì? Ở tây bắc là họa hại này, vị ở cung bản mệnh là tuổi mậu ngọ ấy, đặt ở phía nam này, hoặc là gì, nhà vệ sinh đặt trong cung thì cũng không tốt. Nó sẽ gì, nhà vệ sinh quý vị biết là nó là nơi để sinh ra uế khí, tà khí, tạp khí, và khi gì, khi chúng ta mở cửa ra ấy, thì nó sẽ khuếch tán vào trong cái nhà của chúng ta, để gây nên là giả, gây nên cái sự giả, suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng sức khỏe đến tài lộc của gia chủ. Vậy là chúng ta cần hóa giải bằng cách là gì? Cái cửa nhà vệ sinh thì thường luôn đóng là một. Thứ hai, chúng ta làm cửa sổ thông gió để cho thông hút ra ngoài. Thứ ba là chúng ta sẽ đặt một cái gì, một cái hũ đá thạch anh. Nếu là nhà vệ sinh đây, đặt cái hũ đá thạch anh trong này, để cái đá thạch anh là một cái đá mang năng lượng dương cao, nó có thể chấn được cái tà khí, thu hút những khí xấu và để hóa giải những khí xấu đấy. Thứ ba là gì, ở trước cửa, trên khuôn cửa quý vị cũng dán ba đồng tiền hoa mai theo thứ tự là gì, hình chữ hình. Cái đồng ở giữa là đồng mặt chữ úp xuống, ở hai bên là mặt hình úp xuống để hóa giải. Hóa giải cái gì? Cái khí xấu của nhà vệ sinh, chấn khí. Hóa giải sát nhà vệ sinh đặt sai vị trí, đặt vị trí phạm như cung càn, trung cung và cung bản mệnh. Đó. Còn với cái phòng ngủ, cái phòng ngủ là nơi gì? Là nơi nạp lại khí, là nơi nạp lại năng lượng sau một ngày làm việc vất vả. Nên là nếu mà đặt vị trí xấu ấy, chúng ta làm việc uể oải cả ngày rồi, về nhà mong có được cái giấc ngủ bình an mà chúng đặt cái giường vị trí xấu, không hợp thì cũng không tốt. Thì trong trường hợp đấy thì quý vị cần phải hóa giải bằng cách gì? Quý vị sử dụng một cái hồ lô gỗ đào. Hồ lô gỗ đào, đấy là cái hồ lô là cái vật phẩm phong thủy chuyên để hóa giải những cái sát khí. Ví dụ như là âm khí âm nhiều này, thứ hai là nếu quý vị mở cái cửa sổ ra ấy, mà nhìn ra bên ngoài lại có những thứ như là nhìn ra bãi tha ma, nhìn ra nghĩa trang, nhìn bãi rác, nhìn vào những cái nơi âm u nó không được tốt, đình đền mối phủ chùa chiền vân vân, thì quý vị cần hóa giải bằng cách đặt cái hồ lô gỗ đào ở trên cái vị trí trong phòng ngủ. Để làm gì? Để hóa giải các khí xấu là một. Thứ hai, cái hồ lô gỗ đào nó có giúp tăng cường tuổi thọ cho những người lớn tuổi trong gia đình. Thứ ba là gì, nó hóa giải cái sao nhị hắc bệnh phù, hóa giải những sao nhị hắc bệnh phù đấy, để cho gì, giúp cho những người sống trong gia đình nó được tốt lên, càng ngày càng tốt lên. Trong trường hợp mà quý vị mà muốn cầu con ấy, cầu con hoặc là có con nhà mình muốn trong năm muốn sinh con thì cũng nên đặt một cái hồ lô gỗ đào ở trong phòng ngủ để được, để cầu con. Tiếp đến là gì, trong trường hợp mà quý vị các cửa nhà quý vị nó bị đối xung nhau, với hai cái cửa phòng ngủ nó nhìn thấy nhau này, hai cái cửa bếp với cửa phòng ngủ nhìn thấy nhau, nó thông nhau, nó đối diện nhau, hoặc là cửa nhà vệ sinh đối diện với lại cửa bếp hoặc cửa nhà vệ sinh đối diện phòng ngủ vân vân, thì nó gây ra cái thế sát xấu. Thế trong trường hợp đấy quý vị cũng cần phải dán ba đồng hoa mai, dán ba cái đồng tiền hoa mai theo thứ tự là gì, chữ hình chữ, để chấn hóa giải nhé. Đó, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị về cách bố trí công năng phong thủy và cách hóa giải cái bố cục phong thủy. Tiếp đến là gì, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn là gì, cái chọn cái vị trí, chọn chỗ mở cổng mở cửa, thì mở cổng mở cửa chỗ nào để được tốt nhất. Thì để mở cổng mở cửa chúng ta căn cứ vào cái gì, cái phòng phúc đức này mở này, căn cứ vào phòng phúc đức này mở nhé. Đấy, thì phòng phúc đức cách khởi như nào thì tôi sẽ chia sẻ một cái video khác. Còn trong đây chúng ta sẽ sử dụng kết quả nhé. Quý vị hãy lên kênh tìm cái video về vòng phúc đức quý vị xem. Đấy. Thì bây giờ chúng ta hãy chọn vị trí mở cổng mở cửa nhé, cho từng hướng một. Bây giờ thì với cái nhà hướng chính bắc, đó, chính bắc người ta mở cửa chính ở chỗ nào, đúng không? Chính bắc thì mở cửa chính ở chỗ nào, đúng không? Đầu tiên để xác định được cái cửa mở chỗ nào thì chúng ta chia cái này, chia cái nhà làm chín cung. Đấy. Và gì? Xác định được cái tâm nhà. Cái tâm nhà nhé. Cái tâm nhà bằng cách kẻ hai đường chéo để xác định tâm. Sau đó kẻ một cái đường trục, đường tâm này. Sau đó chúng ta kẻ một cái đường tâm này để xác định gì? Xác định tọa độ này. Đầu tiên với nhà hướng bắc thì chúng ta biết là theo vòng vũ đức thì hướng bắc gồm sơn là gì? Nhâm, tý và quý. Nhâm, tý, quý, đúng không? Thì cái sơn nhâm nó rơi vào gì? Vào ôn hoàng là xấu, không mở được. Đấy, còn tý nó rơi vào tiến tài này là tốt này. Và gì? Quý nó rơi trường bệnh là xấu. Quý không mở được. Như vậy với cái nhà hướng bắc, chính bắc ấy, thì chúng ta sẽ mở cửa vị trí nào, đúng không? Thì chúng ta lại tìm đến hướng bắc. Bắc đây, quý vị đặt cái thức lập cực nhá, sao cho cái tâm này nó trùng với cái tâm nhà này, và cái gì, cái tọa độ đo được nó trùng với cái gì, cái đường tâm này,
Đấy, sau quý vị gióng ra. Đây ví dụ như là tí đúng không? Nhâm là xấu này, quý là xấu này. Còn tí thì nó ra vị trí chính giữa này. Đây tí đây. Và tí đây. Thì với nhà hướng Bắc quý vị nên mở vị trí ở chính giữa đây, ở cung tí nhá. Cung tí, đấy. Và trong trường hợp quý vị cửa này bé, quý vị mở ra hai bên, nhưng mà hai bên này quý vị luôn đóng, không ưu tiên không nên đi, và đi chủ yếu ở giữa để đón cái tài lộc cho mình. Thứ hai là gì? Với nhà mà hướng Sửu Cân Dần, vị đông bắc đi, với nhà đông bắc, hướng đông bắc tuyệt mệnh đấy. Hướng đông bắc tuyệt mệnh cũng không chưa chắc đã xấu, chúng ta vẫn có vị trí mở được cái gì, cái cửa ở vị trí tốt để hóa giải cái này, thế đúng không? Đông bắc nó là tuyệt mệnh này, đông bắc là tuyệt mệnh thì mở cửa chỗ nào, đúng không? Trong trường hợp nhà quý vị ở hướng đông bắc đúng không, đông bắc cái chỗ này là đông bắc này, thì mở cửa gì ở tố tụng, là Sửu là tố tụng là không tốt này, như vậy chúng ta sẽ mở được ở gì, ở Cấn là quan tước và gì, Dần là quan quý. Đấy, thì trong trường hợp mà quý vị nhà hướng đông bắc nhá, đông bắc chúng ta tìm cái thước lập cực đến đông bắc, đông bắc đây Sửu Cấn Dần đúng không, đặt cái tâm thước trùng với tâm ở nhà và cái gì tọa độ mà chúng ta đo được ấy, trùng với tọa độ của trùng với cái đường tâm này. Như vậy là đông bắc là Sửu là xấu, không xây được. Đây Sửu từ đây đến đây, Sửu này là xấu, không xây được, à, không 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 mở cửa được. Chúng ta còn Cấn và Dần thì nó đến đoạn này. Như vậy là với nhà mà hướng đông bắc ấy, đông bắc thì chúng ta sẽ mở cửa từ phía bên 2/3 đến hết đoạn này, đúng không? Trong trường hợp quý vị muốn mở Cân ấy, thì quý vị đi ưu tiên ở giữa và ưu tiên đi bên phải và giữa nhé. Bên trái là luôn đóng, đây bên này luôn đóng này, chúng ta đi hai bên này, giữa và bên phải để gì, để chiêu cái tài lộc. Tiếp theo là gì, vị nhà hướng đông đi, hướng đông nó rơi Phúc Đức, thì nhà Phúc Đức thì cũng vị trí xấu, như quý vị mở vào Giáp này, rơi vào Tự Ải này là xấu này, nó ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp và tài lộc cho gia đình này. Đấy, còn những vị trí tốt là gì, Mão là Tráng Vượng này và gì Ất là Phúc Hưng, thì tương tự với nhà phía Bắc, tương tự với nhà phía Đông Bắc, tương tự với nhà phía Đông Bắc, thì với nhà hướng Đông thì chúng ta cũng đi ưu tiên đi ở giữa và mở phía bên tay phải. Tiếp theo là gì, chúng ta vị xét mà hướng Đông này, chúng ta xét hướng Tây Bắc đi. Tây Bắc Quảng Hại thì chúng ta mở cửa chỗ nào, đúng không? Tây Bắc sẽ cùng bắt sân này Tuất Cản Hợi, đúng không? Tuất thì nó rơi Bại Tuyệt, không mở được, đúng không? Họa hại nhá, nhưng chúng ta vẫn mở ở vị trí này, ở Càn là gì, Vượng Tài này đấy, và ở dưới Hợi là Phúc Đức đấy, ở Hợi là Phúc Đức đúng không, thì chúng ta vẫn xác định tương tự tìm hướng gì, Tây Bắc. Tây Bắc chúng ta đặt cái tâm thước trùng với tâm nhà và cái tọa độ đo được trùng với cái hướng nhà đây. Đấy. Thì chi Bắc Tuất đúng không? Tuất là xấu, không mở được, Tự Ải. Đây, thì chúng ta còn Càn và Hợi mở được. Thì tương tự thì chúng ta cũng mở bên phía bên tay, từ bên tay phải trở sang. Nếu mà mở đều nhau thì chúng ta ưu tiên đi bên giữa và bên tay phải. Thì đó. Các hướng khác quý vị làm tương tự nhé. Các hướng khác quý vị làm tương tự, căn cứ vào Phúc Đức thì quý vị chụp lại cái bảng này để quý vị tính toán trong ngôi nhà của mình. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái hướng tài vận để xây nhà cho gia chủ tuổi 1978 Mậu Ngọ. Quý vị cần tư vấn thêm, quý vị một là gửi bản vẽ, hai là comment phía bên dưới để chúng tôi hỗ trợ quý vị. Còn bây giờ thì chương trình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Xin cảm ơn.